Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Hội Hoa Đức kết hợp địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao số tiền tài trợ cho ba bé ở Bầu Sen, Nam Chánh, Ngọc Chánh, Đầm Dơi với số tiền là 600.000 đồng. Đây là lần giao thứ 21 do nhà tài trợ Bác Lâm Khai Xanh nhịp xì nhịp cứu ở Sài Gòn tài trợ. Cũng xin thay mặt địa phương xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ. Cảm ơn nhà.